có thể là các bạn đã nhận được nhiều tin tức liên quan tới coronavirus và trong video ngày hôm nay thường cũng muốn nói về cái sự kiện này nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vào góc cạnh ảnh hưởng đến tài chính như thế nào chứ chúng ta sẽ không nói về góc cạnh y học và những tin tức mới nhất liên quan tại vì đã có nhiều những trang web đã có nhiều những youtube nổi tiếng cover sự kiện này một cách chi tiết hơn cho nên trong video này chúng ta sẽ nhìn vào một góc cạnh đó chính là cái sự ảnh hưởng về cái sự kiện coronavirus này đối với thị trường tài chính là như thế nào đối với thị trường chứng khoán đối với Bitcoin nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay và các bạn thích những video tương tự thì các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và thường cũng dành một ít thời gian trong video này để nói về một tin tức mà cũng khá đáng buồn ngày hôm qua đó chính là Kobe Bryant và con gái của Kobe Bryant đã qua đời trong một cuộc tai nạn liên quan tới trực thăng. Và Kobe Bryant chỉ có 41 tuổi và con gái của Kobe Bryant chỉ có 13 tuổi. Và có thể nhiều bạn cũng đã biết là Kobe Bryant là chơi bóng rổ cho đội LA Lakers. Và có thể nói đây là một quyền thoại chơi bóng rổ và đã dẫn dắt đội LA Lakers trở thành đội bóng rổ đứng hàng đầu của Hoa Kỳ. Và thật ra thì bản thân thường cũng không có theo dõi bóng rổ nhưng mà thường cũng lớn lên cùng thời với lại Kobe Bryant và thường lớn lên gần Los Angeles cho nên ít nhiều gì thường cảm thấy đây cũng là một tin tức khá đáng tiếc. Nhưng mà có hai điều mà Thu muốn nói với các bạn liên quan tới vấn đề mà Kobe Bryant qua đời điều đầu tiên. Có thể là Thu và các bạn không có theo dõi bóng rổ nhưng mà cái phong cách làm việc của Kobe Bryant là một phong cách làm việc mà thường nghĩ là nhiều người có thể noi theo. Có thể nói là một người mà thường xuyên luyện tập, bỏ ra nhiều công sức, thức khuya dậy sớm để có thể trở thành một cầu thủ bóng rổ hàng đầu. Và điều thứ nhì, các bạn thấy là Kobe chỉ có 41 tuổi, con gái chỉ có 13 tuổi. Và sống hôm nay, thực sự là chúng ta không biết được ngày mai như thế nào. Ngày nào cũng có thể là một ngày cuối cùng của đời của các bạn. Và nếu chúng ta nói về phương diện này thì có thể là các bạn nghĩ là hơi tiêu cực. Nhưng mà đó là sự thật. Trên thế giới này, không có điều gì là chắc chắn, ngoại trừ là cái chết. Cho nên chúng ta cần phải quý trọng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút Trở lại về đề tài coronavirus thì các bạn thấy là đây là một sự kiện mà đang diễn ra cho nên chúng ta cần phải nhạy cảm đối với những người liên quan, những nạn nhân. Nhưng mà sự thật thì chúng ta không thể phủ nhận được là sự kiện này có sức ảnh hưởng đối với thị trường tài chính. Và không chỉ riêng là thị trường tài chính ở Trung Quốc mà ngay cả thị trường tài chính của quốc tế. Các bạn thấy là ngày hôm nay chỉ số Dow Jones đã giảm 1,57%, chỉ số S&P đã giảm 1,57%, chỉ số Nasdaq đã giảm 1,89% và chúng ta nhìn vào thị trường của châu Á thì các bạn thấy là hiện tại chỉ số Nikkei, chỉ số của Nhật Bản đã giảm 189 điểm, 0,81%, thị trường Shanghai, thị trường Thượng Hải đã giảm 84,23 điểm, giảm 2,75% và hiện bây giờ thì những chuyên gia tài chính nói là một trong những lý do dẫn đến cái sự xuống giá của thị trường trong ngày hôm nay đó chính là liên quan tới cái sự lan tỏa của coronavirus. Thì có thể nhiều bạn muốn biết là tại sao có sự lan tỏa của coronavirus lại liên quan đến thị trường tài chính của thế giới. Thì chúng ta sẽ nói về ba loại công ty mà bị sức ảnh hưởng rất lớn đối với sự kiện này. Tôi nghĩ là nhóm công ty đầu tiên mà các bạn thấy đoán được là bị sức ảnh hưởng lớn đó chính là những công ty liên quan tới ngành du lịch. Trong đó chúng ta có những cái hãng hàng không lớn, những cái khách sạn lớn, những công ty du lịch lớn. Và không nói riêng là những công ty mà chuyên du lịch ở đông nam á hay là du lịch ở trung quốc mà chúng ta nói tới những công ty quốc tế tại vì các bạn thấy là coronavirus là một cái sự kiện mà ảnh hưởng tới rất nhiều quốc gia tuy là bắt nguồn từ trung quốc nhưng mà đã lan tỏa rất nhanh các bạn thấy trên cái map này thì đã có rất nhiều những quốc gia bị ảnh hưởng là những cái quốc gia mà có những cái chấm đỏ như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình và trên cái trang web này các bạn thấy là ngày hôm nay thống kê là có 4.474 case Trong đó có 157 case đã confirm là tử vong, 63 người đã hồi phục Và có sức ảnh hưởng đối với những công ty là những công ty quốc tế liên quan tới ngành du lịch Trong đó chúng ta có những cái hãng hàng không lớn như là chúng ta nói tới hãng hàng không United Airlines American Airlines, Delta Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines Hay là chúng ta nói tới những công ty booking những chuyến đi du lịch như là trip.com, Expedia Group, Tripadvisor hay là booking.com, những cái khách sạn lớn cũng bị ảnh hưởng không kém như là khách sạn Marriott, khách sạn Hyatt, khách sạn Hilton, những công ty du lịch sử dụng du thuyền như là Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Lines và những cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở Las Vegas như là Wynn, MGM cũng bị ảnh hưởng không kém. Cổ phiếu của những công ty này ngày hôm nay đều bị giảm từ 4 tới trăm. Thì ngoại trừ cái nhóm công ty mà liên quan đến du lịch bị ảnh hưởng nhiều bởi coronavirus, cái nhóm thứ nhì mà cũng bị ảnh hưởng nhiều đó chính là những công ty mà có thu nhập lớn đến từ thị trường Trung Quốc. Trong đó có rất nhiều công ty mà các bạn quen thuộc. Dưới này có một cái bảng thống kê, các bạn thấy được là trên cái bảng thống kê này, bên tay trái đó chính là tên của các công ty và cái phần trăm bên tay phải là bao nhiêu phần trăm thu nhập là đến từ thị trường Trung Quốc. Các bạn thấy là những công ty như là Estee Lauder và công ty Nike hai công ty này là có 17% là đến từ Trung Quốc và các bạn thấy được là ngày hôm nay thì cổ phiếu của Nike đã xuống 1,7% và cổ phiếu của Estee Lauder đã xuống 4%. Những công ty khác các bạn thấy là cũng đã xuống ngày hôm nay về phương diện giá cổ phiếu như là công ty Tapestry, công ty này có 15% thu nhập là đến từ thị trường Trung Quốc, PVH có 7%, VF Corp có 6%, Pre Holdings có 4%, Gap có 3%. Lululemon có 3% và Under Armour có 2% tổng thu nhập là đến từ Trung Quốc. Và với cái sự xuất hiện của coronavirus thì nhiều nhà đầu tư cho là cái thu nhập từ Trung Quốc sẽ bị giảm xuống cho nên giá cổ phiếu của những công ty này cũng đã bị giảm theo ngày hôm nay. Đó chính là cái nhóm thứ nhì bị ảnh hưởng bởi coronavirus. Và cái nhóm công ty thứ ba mà bị ảnh hưởng lớn bởi coronavirus đó chính là những công ty mà lắp ráp xe ở Trung Quốc Tại vì các bạn thấy là hiện bây giờ ở Trung Quốc có rất nhiều những cái hãng lắp ráp xe từ những công ty nước ngoài như là Nhật Bản, ở châu Âu, ở châu Mỹ. Chúng ta nói tới là hiện tại là có hai công ty đã ra quyết định là sẽ rút nhân viên về quốc gia của mình. Trong đó chúng ta có công ty đầu tiên đó chính là công ty Honda. Công ty Honda đã ra quyết định là rút về 30 người trở về Nhật Bản. Lý do là liên quan tới bệnh dịch coronavirus. Công ty PSA Group cũng đã ra quyết định là trong tuần này sẽ rút về một số nhân viên trở về nước Pháp. Một số công ty còn lại thì chưa ra quyết định chính thức, họ chờ xem tình hình là như thế nào. Nhưng mà ít ra họ cũng đã không cho phép nhân viên tiếp tục đi công tác ở Trung Quốc, nhất là những thành phố gần Vũ Hán. Và các bạn thấy đây cũng là một điều mà ảnh hưởng trực tiếp đối với ngành du lịch. Tại vì những công ty du lịch, những công ty bút vé, bút hotel, những công ty này một phần thu nhập là đến từ người ta đi công tác cho các công ty. Nhưng mà nếu như mà những công ty không cho đi công tác ở Trung Quốc thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với thu nhập của những công ty du lịch. Những công ty còn lại mà đang xem xét và chưa quyết định bước kế tiếp sẽ làm sao. Trong đó chúng ta có những công ty như là Toyota Motor, công ty Tesla, công ty General Motors. Đây là công ty mà có cái xưởng lắp ráp xe lớn nhất ở Vũ Hán. Trong đó chúng ta có tới 6.000 nhân viên đang làm việc cho công ty General Motors. Những công ty khác cũng tương tự đang xem xét có bước kế tiếp là như thế nào. Đó là công ty Ford Motors, Fiat Chrysler Volkswagen Hiện bây giờ thì là Tết nguyên đáng cho nên là nghỉ Tết thêm 2 ngày nữa Nhưng mà có thể là sẽ tiếp tục nghỉ dài ở nhà Ba Tây Và có thể là lâu hơn nếu như mà cái bệnh dịch coronavirus không được khắc phục Và vì lý do đó các bạn thấy là cái sự lắp ráp xe để mà đưa ra trường bán đã bị chậm lại những công ty này cho nên cổ phiếu của những công ty mà chúng ta mới vừa nói tới ngày hôm nay trên thị trường chứng khoán cũng đã bị giảm xuống. Và đây chính là ba cái loại công ty mà bị ảnh hưởng bởi coronavirus, những công ty liên quan tới du lịch, những công ty mà bán nhiều hàng hóa cho người Trung Quốc và những công ty lắp ráp xe ở Trung Quốc hiện tại. Nhưng mà có một điều mà các bạn cần nên biết là coronavirus không phải là điều duy nhất ảnh hưởng đến thị trường trong tuần này. Trong tuần này có một sự kiện khác cũng có sức ảnh hưởng không kém, đó chính là liên quan tới cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ vào ngày thứ tư này. Thì bây giờ là có rất nhiều người là đang quan tâm là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ sẽ ra quyết định như thế nào đối với việc là có tiếp tục mua lại trái phiếu hay là không, có tiếp tục bơm tiền vào thị trường hay là không. Đây là một điều mà nhiều người quan tâm tới. Nếu như mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ có dấu hiệu là họ sẽ chậm lại hay là sẽ không tiếp tục đẩy tiền vào thị trường, mua lại trái phiếu thì thị trường có thể là tiếp tục có nhiều màu đỏ. Nhưng mà nhiều người cho là thứ tư tuần này chúng ta sẽ không có tin tức mới đến từ ngân hàng chữ liên bang của Hoa Kỳ. Họ sẽ không làm gì hết ngoại trừ là chứng ngang thị trường. Tại vì bây giờ thị trường đã gặp sự cố bất ổn liên quan tới đầu tiên là năm 2020 mới đây chúng ta đã thấy được cái sự bất ổn về mặt chính trị giữa Mỹ và Iran và bây giờ lại tới coronavirus. Cho nên cơ hội mà ngân hàng dự liên bang của Hoa Kỳ đưa ra những cái tin tức xấu tuần này là không cao đó là điều mà nhiều người hy vọng còn nói về Bitcoin thì các bạn thấy là Bitcoin ngày hôm nay thì cũng đã tăng lên bây giờ đã trên 9.000 đô 9.029 thì có nhiều bạn nói là lý do tại sao mà Bitcoin tăng lên là liên quan tới coronavirus và ngay cả chúng ta thấy là một bài viết được đưa ra bởi Forbes ngày hôm nay nói là Bitcoin tăng lên là tại vì coronavirus và đã đưa ra một số cái biểu đồ nói là Bitcoin tăng lên khi mà tin tức liên quan tới coronavirus mới bắt đầu Và lý do Forbes nói là tại vì nhiều người có tiền họ sẽ rời khỏi Trung Quốc Họ sẽ tẩu tán tiền ra khỏi Trung Quốc sử dụng Bitcoin cho nên đẩy giá Bitcoin tăng lên Thật ra thì cũng như là cái sự kiện liên quan tới cái vụ ám sát của tướng của Iran Những cái sự kiện quốc tế này thì có cái sự liên quan mật thiết hơn và logic hơn và chúng ta có thể giải thích được là tại sao lại có sự liên quan đến thị trường tài chính như là thị trường chứng khoán tại vì các bạn thấy là sẽ liên quan tới những điều như là thu nhập của công ty nhưng mà nếu như mà nói là những điều này có liên quan trực tiếp đối với bitcoin thì tôi nghĩ là không có nhiều dẫn chứng các bạn thấy là thị trường bitcoin thực sự là rất nhỏ cho nên có rất nhiều điều có thể ảnh hưởng tới giá cả không phải là chỉ riêng coronavirus coronavirus có thể là ảnh hưởng đến giá cả bitcoin hay không thì đương nhiên là có thể nhưng mà cũng có thể là tại vì liên quan tới ngân hàng dự trữ liên bang họp thứ tư tuần này cho nên nhiều người mua Bitcoin dự trữ vì lý do có thể là có tin tức xấu được đưa ra từ ngân hàng chữ liên bang hoặc là chỉ đơn giản là một cá voi nào đó muốn đẩy giá lên để mà bán sau đó đẩy giá xuống đi mua lại với cái giá rẻ hơn Điều này thật sự muốn nói là thường không biết được và cũng không ai có thể biết được Nhưng mà điều mà thường muốn nói với các bạn là nếu như mà chúng ta nói tới sự kiện coronavirus thì sức ảnh hưởng đối với thị trường tài chính thường nghĩ là có nhưng mà đối với thị trường Bitcoin thường nghĩ là không chứng minh được và đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và nếu như các bạn là một Trader Và các bạn thích Trade Margin thì các bạn có thể tham gia sang NAPX Trade Margin chỉ dành cho những bạn nào mà biết Trading Không dành cho những bạn mới Tại vì Trade Margin có nhiều rủi ro Cho nên các bạn cần phải có kinh nghiệm trước khi mà tham gia vào Trade Margin sang NAPX Những bạn nào mà có thú thì link sẽ nằm ở phía dưới video này Và trên màn hình các bạn cũng sẽ tìm thấy một cái link đó chính là video thường làm về sàn NFX và các bạn có thể điền đơn để tham gia vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là nhận các tín hiệu trade miễn phí. Nếu như các bạn muốn trade all coin các bạn có thể tham gia sàn Binance, tham gia thông qua link của Thuận Capital ở phía dưới video, các bạn có thể được giảm 10% khi mà các bạn giao dịch như là các bạn nhìn thấy trên màn hình, sàn sẽ trả về trực tiếp trong chương mục của các bạn. Và ngoại trừ video trên YouTube các bạn có thể tìm thấy các bài viết trên thuận capital com hay là các bạn có thể tìm thấy những video tương tự ở trên library một nền tảng phi tập trung các bạn cũng nên đăng ký ở library tv để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào youtube và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn